chơi sai đi. Dạ em bị đau nửa đầu từ Rồi. đây xuống dưới chân, nó tê nó ê xuống mãi Rồi. nó cũng ê, Rồi sao nữa? rồi nó đau đầu gối rồi hay chóng mặt lắm thầy, À, hai chóng mặt nữa. mà đau chỉ đau còn chóng mặt có nửa bên. Nửa gương bên trái. Dạ đúng rồi. Rồi, mọi người chú ý nha, em đi qua đây. Em đi qua đây. Thì thường á là cái người bệnh nhân á mà họ khai như vậy á thì mình chú ý gì biết không? Cái động mạch cảnh. Hồi nãy có khám động mạch cảnh chưa? Có khám chưa? Rồi. Cái thứ nhất á là động mạch cảnh của bên phải với bên trái nó trên lệch 8-10 thôi. Nhưng mà cũng chứng tỏ rằng máu không lên não được ở phía khu vực này. À, thì bây giờ cái nhiệm vụ của mình làm, tôi làm cái đau rồi nha. Ừ, có sợ không? Không sợ. Không sợ, được. Gan. Chịu chơi, không ai chơi chịu. Thầy làm bên tay không đau à? Làm cái mình sẽ làm cái tay không đau trước. Bên không đau trước mình tác động bên đó. Tại vì á là thường thường là bên đau á thì nó sẽ bị nó nhạy cảm hơn. Mọi người hiểu không? Thành ra khi mình làm cái bên này trước cho nó quen bên này trước rồi bắt đầu làm bên đây thì nó sẽ không có gì xảy ra. Chưa chưa? Nó thiếu món nào? Này là bị do thiếu món não không có gì. Rồi có đây lên, có đây lên, nghe khác ha. Rồi, ngồi lên đây. Lùi ra sân chút xíu. Rồi. Nắm chặt tay đây. Để đây ha. Rồi, đầu em quay hướng này. Em bao nhiêu tuổi? Nâng lưng lên. 29. 29 về xương cốt rạo ra. Điều già lắm. Mượn hai bên. Rồi. Rồi giống như cái hổm mình chữa đó thì mình thấy á, mọi người thấy á là rồi em kẹp vô hai bên đó thì mình kẹp hai cái bên này để chi với chặn máu cũng ra tay rồi cái chân này gác lên kẹo nãy giờ có ngồi không có ngồi không rồi như vậy là toàn bộ 4.5 lít máu của cô này nó bị chặn ra hết hai tay chân như lên đầu. Thì nói gì nói bây giờ thiếu máu cỡ nào cũng vậy á giờ lên được rồi. Mà lên đầu bây giờ đầu thấy sáng suốt nhẹ nhàng liền, nghe đầu nóng nóng chưa, nóng rồi ha, mà nghe thấy đầu óc tỉnh táo liền ha. Cái chiêu cuối cùng á là cái chiêu căng nhất, thành ra là cô phải ráng mà chịu. Ok rồi, không sao đâu đúng không? Rồi bỏ bên ra, bỏ dương ra. Rồi, bây giờ thấy sao rồi nói đi. Nó đau mà nó đỡ.
nó đỡ, nó đau nó đỡ phải không, lùi ra xa chút rồi mềm, mềm cổ, đúng rồi, mềm, mềm, mềm cổ, xương sẩu xương xiết rồi. Ok, rồi, bây giờ lên cử động tay chân rồi, bây giờ thấy trong người sao, sao rồi? Để về nè, mà nhẹ hẳn nè. Ok. Rồi, quay quay nè. Hốt đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.